Dạ, xin phép quý vị khán giả cho Gia Phú một phút quảng cáo. Thì nói chung là cái sự nghiệp bán áo nó cũng hơi trông trên ở trên kênh. Thì có vẻ như Phú thấy là quý vị khán giả quan tâm về đồ ăn nhiều hơn. Cho nên là khi mà gần Tết đây nè, thì Phú và Mèo có người quen ở trên Tây Bắc á. Thời gian Tết thì nó cũng gấp rút, cho nên là những cái sản phẩm nó chưa có hoàn thiện lắm. Hiện nay thì tụi mình sẽ bán từ giờ cho tới ngày 2 Tây tháng 2, tức là 23 Tết là nhận đơn để bán cái món thịt trâu gác bếp này. Đó là ngày cuối nhận đơn. Đó, thì một bịch như vậy là nửa ký, thì mình sẽ bán là tròn 1 ký nha quý vị khán giả. Một ký thịt trâu gác bếp của bên Phú bán là 950, là bao gồm là ship luôn cho quý vị khán giả. Thì quý vị khán giả có thể mua về để làm mồi nhậu Tết. Thì đây là cái thịt trâu này, là thịt trâu tươi luôn của dân bản nuôi, nuôi con, chứ không có sử dụng những cái thịt công nghiệp. Tại vì nếu mà sử dụng thịt công nghiệp á, hàng đông lạnh nó sẽ không làm ra được cái trâu gác bếp này. Thời gian làm là khoảng từ 3 đến 5 ngày sẽ ra sản phẩm đó. Nên quý vị nào yêu thích cái món thịt trâu gác bếp này thì đặt Phú và Mèo có cái số điện thoại chạy ngang như vậy nè, thì mình sẽ nhận đơn. Mình chỉ bán 1 ký nha, không có bán nửa ký nha quý vị khán giả. Đó, thì gần Tết bán kiếm thêm, hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái món thịt trâu gác bếp này. Đây là cái phần thịt trâu gác bếp Phú có để sẵn nè. Đó. Rồi, đây là bạch tuộc. Đây là đồ hấp có khô quẹt nha. Có chao nước chấm xanh chấm thái. Tôm văng dữ quá. Vô. Dạ, xin chào quý vị khán giả, quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Ta ngày hôm nay sẽ đi xuống dưới Hóc Môn lại nha. Phim Food Travel xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì cũng lâu rồi Phú không có quay buffet, cũng có rất là nhiều người comment cho Phú đi quay buffet. Nhưng mà để mà lựa những cái nơi mà buffet mà nó ok, nó rất là khó. Và thứ nhất là quay buffet thì nó rất là nhiều thứ để quay, món ăn nhiều nè, người đông nè, rồi cái vị trí ngồi nè, rồi đến lúc ăn nè, đó nó rất là nhiều thứ. Thì ngày hôm nay thì Phú xuống lại Hóc Môn ở một cái địa chỉ mà Phú đã từng đến rồi, đó là 100-8 đường Sông Hành ở trung chánh Hóc Môn. Lúc trước thì ở đây là buffet của Ba Còi, nhưng mà bây giờ lại thành là buffet Tèo Tí Tuẩn. Thì Phú không biết là chung chủ hay là có đổi chủ hay không. Nếu mà vẫn kiểu đổi tên đó thì nó vẫn có những cái thay đổi mới. Và ngày hôm nay Phú sẽ quay kiểu như là cập nhật cái giá và cũng như là những cái thay đổi mới của địa điểm này cho quý vị khán giả cùng nắm ha. Rồi. Dạ, bây giờ là rất là đông rồi đó, bây giờ là 4 giờ mấy rồi đó. Chúng ta vào coi giá đi. Ở đây thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái giá nó sẽ thay đổi. Lúc trước là mình quay là
khoảng 180 thì phải á. Đó, thì bây giờ là người lớn là 220 nha, bao gồm lẩu, nướng, buffet nước, kem tráng miệng, cộng khăn luôn. Đó, tức là mình sẽ sử dụng những thứ đó free hết. Trẻ em dưới 1m2 là miễn phí. Còn trẻ em từ 1m2 đến 1m35 á, là chỉ tính giá 100.000 thôi. Cũng được ăn đầy đủ giống như ở trên luôn. Còn trẻ em mà trên 1m35, ủa vậy là cũng 220 là tính người lớn rồi. Họ vẫn ghi, tức là miễn trên 1m35 thì là mới được giá 220 luôn. Giá nước bên đây, nếu mà uống bia là tính tiền riêng nha quý vị khán giả. Nước ngọt hay là nước suối thì không có tính. Đó, đặc biệt luôn là bia quán bán lỗ. Rượu soju là 70.000, khăn lạnh là 2.000. Ủa, là sao ta? Ủa em, cái khăn lạnh sao bên đây 2.000 là sao? À không, cái này là một vé là em tặng mỗi người một cái. Còn nếu mà mua thêm hay là mình giữ thêm. À, tức là mỗi người chỉ được một cái khăn thôi. Còn khăn mua lúc sau nữa là bắt đầu tính thêm tiền nha. Chứ không có được xài thoải mái. Rồi, chúng ta vào trong. Đeo vòng bạn ơi, đưa tay luôn. Đây, chị ở chiều cao. Mờ rồi nè, 1m2 miễn phí. 1m35 mờ rồi. Rồi, mình tốn tiền, mình đi vô 2.2. À, đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái không gian này, nó sẽ thay đổi rất là nhiều so với lại cái lần trước nha quý vị nhé. Hồi trước là ở trên lầu sẽ có cho ngồi, nhưng mà cái không gian ngồi trên lầu nó cũng tối lắm. Bây giờ là coi như là họ bỏ luôn, hình như là để trên đỉnh là cho nhân viên ở. Còn bây giờ là được trang trí, có đồ hút khói luôn đó, nguyên một cái chuỗi hút khói luôn. Hồi trước là cũng có nhiều vị khán giả là comment là bắt đầu chiều tối đông là khói ngợp, bây giờ là đã được trang bị tối tân. Đó, chúng ta đi coi like. Ok, chúng ta đi từ cái khu vực đầu tiên là khu vực lấy chén dĩa muỗng đũa đi. À, nếu mà quý vị khán giả, này là gần với cái bãi dưới xe ngay cửa mình đi vô nè. Nếu mà quý vị khán giả ngồi ở đây, nó sẽ tiện một cái điều, đó là chúng ta không có phải mất công khi mà ăn lẩu á, không có phải đi lấy rau. Tại vì rau bún ở đây, chén miệng nằm ở gần đây. Đó. Đó, rau đã được sắp xếp sẵn, nhìn rất là tươi xanh ha. Đây, cái điều bún thì họ để như vậy. Đó, được có cái đồ mình nghĩ là phủ cái tấm vải mùng á. À, đây chén đĩa là để ở phía dưới. Đó, đây bắt đầu đồ nướng cá chạch. Nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy hơi lạnh, nó bay ba ra. Rồi, đây là bạch tuộc. À, Phú sẽ cố gắng quay cận ha, tại vì cái máy của tụi mình quay á, về cái gọi là cái hình ảnh đó, nó sẽ rất là tự nhiên, cho nên là quý vị khán giả cũng có thể hình dung cái màu sắc nó đúng với lại khi quay. Nó chỉ bị nhược một cái là đối với những cái sắc tô màu mà nó cam với đỏ thì nó sẽ dội lên khoảng 2 tông. Quay cá hồi và ớt. À, ớt này dắt sa tế hả? Hay sốt cà, ta nhìn thấy giống sốt cà quá ha. Cá húng. Đây là mực lá. Ý nó chém chúng. Có đồ quay đuổi ruồi này. Thì mấy cái like này Phú thấy là họ sẽ để, không có để tràn đầy lên. Phú đến là lúc 4 giờ họ để khoảng nó đủ một cụm thôi. Nó không có vung đầy, để hết thì như là mới chăm. Như là có dồi. Này là phèo bò Hàn Quốc nha quý vị nhỉ. Đây phèo bò Hàn Quốc. Nhìn nó bự hơn. Này là cái gì? Phèo non. Răng mực xiên que. Đó. Nó không phải cái loại to, nhưng mà cái là răng rễ vừa. Đó, như cái này nè, thấy ít nè không? Tim gà xiên que. Còn tổ miếng que vậy? Ừ. Nó sẽ để ít vậy đó. Đi coi, đi chợ hết đi cho quý vị khán giả. Chủ yếu buffet là coi đồ ăn hết mà. Bò xiên que. Thôi mấy đi. Này là mề hả? Mề gà xiên que. Ướp sạch tế, tiêu. Đây, đó, cái này là nhiều nè. Giống như dạng cái món nào mà quán thấy là gọi là ăn nhiều á thì họ sẽ để nhiều, như vú heo nè. À.
Rồi bên kia là thịt bê, heo rừng. Dạ, cái heo rừng cũng dày bự đó ta. Đó, lần trước thì như là không có mấy cái này. Mình giờ là có kéo, rất là để rất là nhiều luôn. Và sạch. Đặc biệt bây giờ là có bò Úc. Cái này là cái này khoảng gần lạng. Sườn sụn. Rồi sườn cây. Cây này cây cắt đôi rồi. Sườn bò Úc chặn dừng. Dùng một cái đồ gấp được không đúng không ta? Đó. Rồi. Ướp sa tế giống như nhau thôi. Đây sườn bò Úc nè, có sườn bò Úc nữa nè. Đó, đông lạnh. Đang có hơi lạnh rồi ra. Chà cái sườn bò Úc này bự chứ nó còn hơi lạnh đúng không? Cái này là mỡ đúng không? Vân mỡ. Một trắng trắng nè. Bò cuộn nấm kim châm. Sốt tiêu đen. Cái sốt này nó không có phải nhiều hơn để nó thấm hơn. Này nó lạnh nè. Đúng rồi. Này là bò Việt. Bò Việt cũng lạnh luôn nha. Nói chung là đồ lạnh thì nó sẽ giữ cái độ tươi. Chúng ta sẽ đến với like đồ ăn no và ăn chơi. Đây, cơm chiên. Cơm chiên này là có trứng, xúc xích, mì gói xào, cải. Có mực. Không phải bò, không có tôm mà có mực. Đây là súp. Súp hải sản hả? Múc luôn cho quý vị khán giả coi. Có buffet mà bữa nay mình được ăn nhiều mà. Trứng cút nè, có thanh cua nè. Đây mình coi cái độ sánh sệt luôn nha. Đó. Ở đây thì bây giờ là thời buổi giờ thì không có xài cái kiểu để cồn ở dưới nữa mà xài cái điện để giữ nóng, nóng không? Nóng nha. Mì Ý xốp bò bầm. Cái xốp bò bầm này thì cái khá đặc sệt. Đó. Cái sốt này cái màu nó sẽ không có đậm, nó bị kiểu dạng màu hồng nhạt á. Lên máy thì đã lên, nó lên được hai tông rồi đó. Không đúng màu bạn, cái này nó lọt hơn. Sen. Rồi có sen thịt. Đổi luôn. Chứ không phải là tôm thịt. Chân gà sốt Thái nè. À. Chân hay cũng to. Đó. À. Rồi tôm thịt, sắc miếng bự thịt. Quay. Bánh hỏi heo quay. Quay không? Okay. Mực lăn bột. Cánh ây da. Mày. Cái này là cái gì ta? Cái này là sụng gà. Sụng gà. Gà này có vẻ làm khô giòn. Nhìn nó khô giòn. Cánh gà chiên nước mắm. Vịt. Ủa, này gà quay bánh bao. Nhìn giống vịt quá hả? Nhìn cái lớp này tưởng vịt. Kim bắp. Thì ở cái like này với những cái món này thì nó bị một cái là không có để cái đồ để mà giữ nóng. Gà ủ muối. Lương. Lương ngỗng. Đó, cái này là không có giữ nóng, cái này ăn đồ ăn lạnh. Bánh gạo lắc phô mai, có ớt chiên giòn kìa. Bữa có cái này không ta? Cái gì? Này là da ớt. Có da ớt nè. Hình như là da không ạ? Ừ. Đúng rồi, da thôi. Da với chân có miếng thịt thôi. Đây đồ cho mấy bé. Những cái quầy ở đây thì nó sẽ hơi dạng món nó thưa thớt để ít vậy ha. Đều mình thấy đều chung vậy không ha. Đó, chả ốc. Đây là lai đồ hấp có khô quẹt nha. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn nè. Này là sau khi ăn no rồi ai muốn uống bia ngồi nhậu thì có cái món để chúng ta chấm chấm chấm. Hào. Hào. Mình cũng xài bếp điện luôn. Nghiêu. Đây đó, cái nghiêu. Có sao quay vậy nè.
ta có thể thấy cái vỏ của nó dính tương cà, nó bám cái tương cà với tương ớt. Hộp vịt lộn. Đúng vậy. Hộp vịt lộn này không phải xào me mà là hấp me. Nó chứ là xào rồi. Phèo. Phèo lòng. Chuyện thú linh đó. Đó, xoài dẹo. Xoài mai mỡ hành. Đây là sầu huyết, cháy tỏi à? Hay sốt me ta? Cái này thì lại xài bếp than. Đối với bếp than hết rồi. Đúng rồi, cái này thì sử dụng bếp than, không có xài bếp điện. Xoài điệp. Tôm. Và tôm. Rồi. Nếu mà ai kỹ dạng thích tôm mà thấm lâu mặn thì ăn cái này. Chứ có cái sự lựa chọn khác để chúng ta ăn tôm. À, ốc móng tay. Cái này không phải ốc len. Đây, ốc móng tay đã được lấy ruột, vẫn còn để dính ở trên vỏ luôn. Chúng ta sẽ đến với lai nước chấm tương ớt, tương đen, lộn tương ớt, tương cà, muối tiêu xào, muối ớt hộp nè. Có chao, nước chấm xanh, chấm thái. Đó, nước chấm thái nè. Mắm chua ngọt và ớt. Đây, chúng ta sẽ không quên, tức là ở buffet này vẫn giữ một cái like, đó là cái like đặc sản, những đặc sản miền Tây. Bánh xèo, bánh khò. Có tôm nha, tôm cắt ra đàng hoàng. Đây. Đó, gu quay thích tinh bột. Mấy cô, mấy chú là thích tinh bột giòn. Ăn thêm cái món này. Để thấy nó giòn mỏng ha. Rau lấy đây luôn. Sò dẻo. Đây là quầy, đây là những cái món bánh miền Tây nè, tráng miệng nè. Bánh bò, bánh hoa dạt, bánh khoai, bánh chuối, bánh bột lọc. Ủa không phải, cái bánh này là cái bánh su sê. Cái kia là cái bánh gì quên rồi. Cái bánh gì có nếp ở trong. Ăn ngán á, bánh đít. Rồi. Bánh da lợn. Bánh bánh bò lá dứa gì đó. Bánh bò kẹp. Ủa cái này là chè. Sườn sáo hột lụ. Cái này sườn sáo hột lụ. Có kem nha. Kem ký. Chúng ta đến live chính ngày hôm nay, đó là cái live hải sản. Dạ mình cứ gấp đi chị ạ. Nhum. Đó, có chân cút sẵn hết mỗi một cái. Ai thích đồ tươi sống mình ăn bên đây nha. Móng tay, sò đẹp. Như con này gọi là sò sữa nè. Sò dẹo. Ốc giấy. Ốc gì? Ốc giấy. Có không? Có con không? À có nhờ. Có nè. Ốc bu. Con to. Nó nhiều con đi bể bỏ. Đây. Lấy cái kẹp ha, đã được thở oxy trong đây. Biết không? Cái này con sò cộ thì phải. Bự rồi. Đóng miệng hết rồi. Đây đây, có con này đi mở miệng rồi đóng luôn. Bạn gấp lại là đóng rồi, nó còn sống mà. Không, tại nãy cũng có một số con mình đụng hoài, mình thấy nó không cắt miệng lại. Đây có Phương nè, có Phương con nhỏ. Đây. Con Phương nãy cũng đụng quá trời luôn, nó cũng không thục. Đó. Sò huyết được trà rồi, trắng nè. Hôm nay là sò lụa, lụa đỏ. Đó. Đa phần sò sữa nhiều ha, thấy cái con này, mấy con này sò này nhiều. Rồi, em sò đây. Tôm. Có con bơi, có con ngợp, đó. Đó. Bên đây là sẽ có luôn cái tôm ngợp để vậy. Đó. Không nha, tôm tươi mà họ làm tê nha. Tê nha, chứ không phải ấy đâu. Tại còn xanh nè. Bỏ vô cho đỡ dậy á. Dạ. Tôi lấy bên đây thì nó sẽ đỡ dậy hơn. Rồi đây những cái đồ ăn lẩu nè. Có cá hồi. Mực. Cá hú. Và các loại viên. Không có cá điêu hồng.
đây là có cái hồ tôm sống. Đi một đường này vớt hết mớ luôn rồi nè. Ồ, vô đó, tanh tách luôn. Qua đổ chăm luôn em, tôm văng dữ quá. Vô đó, ngập tôm luôn, tha hồ con tôm. Rồi như vậy là chúng ta đã xem gần như là hết like luôn rồi đó. Tôm ha, hồi trước là chúng ta xem là họ sẽ để cũng có cái hồ, nhưng mà nó sẽ khuất, nó không có thấy rõ khi mà chúng ta ngồi ăn. Còn ở đây là bây giờ chúng ta vừa lấy, chúng ta có thể thấy luôn trực tiếp cái hồ vậy là họ vớt tôm sống ra ngoài. À còn một cái like nữa, đó là cái like nước ngọt đó. Cái quầy nước ngọt chúng ta có Pepsi, bảy úp, Lipton, Miranda. Pepsi không calo, Pepsi có lên được không vấn không? Em coi mấy năm rồi. Em ăn đây lâu chưa? Em ăn đây nhiều rồi. Ok mà đúng không? Cái này đi với bạn bè hay là gia đình? Em đi với công ty của em. Đây là tất niên của công ty. Em mà với giá như vậy 220 là rẻ không? Em thấy ok. Ok đúng không? Đồ ăn tươi sống ha. Đúng rồi. Lại có quầy chế biến mới nữa. Ừ. Đây đó, nước suối ở đây thì họ xài chai vậy luôn. Wow, Argentina. Chứ không phải là đựng trong cái bình lấy nước lọc ra ha. Thích là lấy. Đó. Đều xài ly nhựa. Ủa gì rồi mình sẽ lấy một ít hải sản. Cái này gấp hơi mệt nha. Không có cây nó cây vớt ha, chứ vậy cái này không có cây vớt, xài gấp. Vớt nữa ta lấy nhiều lắm. Đủ chưa? Mọi thứ ít đi. Cầu quyết hả? Mà lụa. Mình lấy tôm làm đông, làm tê hay là tôm tươi vậy? Tôm này thử nhân phẩm đi vậy. Coi cà tưng nè. Cái này hơi ngợp nè. Nói chung còn mấy con này tê nhẹ nè. Đâu rồi, con nào bơi đây? Trời ơi, con này khỏe quá, nó chạy nè. Bánh lột đó hả? Nó nhảy xuống nha bạn. Nhảy vô rồi. 1, 2, 3, 4, 5 6 luôn. Đừng, bình tĩnh con. 6 rồi. Ủa mà tôm bạn có ăn không bạn? Ăn chứ. Ừ. Chứ để mình lấy thì cái lát bạn không ăn. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi nhảy vô thùng lạnh luôn. Lên. Đây còn một cái like mới. Đó là có chế biến luôn. Chế biến hải sản tươi sống cho quý vị ở đây. Xào me, xào bơ, xào sa tế, xào sả ớt, cháy tỏi, rang muối. Nhưng mà cái quầy này chỉ phục vụ đến 8 giờ rưỡi thôi. Còn dù là buffet mở tới khoảng 10 giờ tối. Dạ. Dạ làm món giùm em ha. Em làm gì đây? Thì bây giờ anh cứ luộc đi để em nghiên cứu ra. Cháy tỏi giúp em. Thì sẽ có một cái chảo sôi để họ luộc chín sơ rồi mới xào nấu. Chắc là tôm thì chắc là tôm rang muối đi anh. Còn cái kia ốc với sò anh làm cháy tỏi hả? Không, ở trong là làm món đem ra để mấy chăm như lai đúng không anh? Ở trong đó là làm để chăm món ra lai. Còn ở đây là chỉ làm ốc thôi nè. Lai là lấy cho nó đông. Cái đâu là chăm. Trừ khi đông quá thì mới chuyển phụ làm không luôn hả? Ngoài này là làm trực tiếp luôn. Dạ. Ngoài này là làm đồ sống khỏe ốc. Dạ. Còn lai thì cứ hết món nào là chăm món đó. Đó. Thì quý vị nào mà ngại mình ăn đồ mà lạnh á, sợ bụng yếu á, thì mình cứ đem cái đồ tươi sống, mình lấy cái con tươi sống qua mình đây mình chế biến. Rồi
Này mình lấy hơi ít ha. Ok, lát mình lấy cái món bên kia nữa. Mọi thứ chi phí đi. Chưa ca khó hả? Nhờ làm tiếng muối. Đây chỉ là những gia vị đơn giản thì mới làm kẹp thôi. Không mà biết đâu, mốt thì người ta nên cấp lên người ta. Thêm muối bên đây mà đúng không anh? Đây. Đó. Đáo rồi đó. Rồi. Đó. Mệt rồi đó. Không nổi. Thì nhìn tổng tụ chung lại thì bây giờ là bắt đầu chiều tối thì quán nó lên đèn hơn. Kiểu nó sẽ đèn vàng, nó phải không sáng lắm. Nó kiểu cũng hơi mờ mờ ảo ảo một tí. Thì chúng ta có thể thấy thì quán bây giờ trang bị nâng cấp hơn rất là nhiều. Nó sẽ không có dạng giống như không những giống như những cái buffet và công nghiệp mà chúng ta từng thấy. Nó tạo cảm giác chúng ta ăn cạn ở trong một cái nhà hàng. Nó có đồ hút khói, có chỗ làm bếp, rất là nhiều thứ ha. Rồi thôi thì bây giờ chắc là Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức buffet tèo tí tuẩn. Thì Phú lấy đại khái là như vậy nha quý vị khán giả ơi. Hải sản nè, chủ yếu mình lấy hai bữa này, kỳ này Phú lấy hải sản nhiều. Gà cơm nè, sụn gà nè, hai cái đùi gà nước mắm nè. Này muốn lấy cơm ít. Đây lấy vài con bên cái chỗ chảo đồ xào á. Rồi dẹo nè. Rồi cái này nãy mình lấy mình kêu xào nè. Cơm muối nè. Đồ nướng thì Phú có lấy vú heo nè, cái sườn út nè. Rồi cái bò sốt tiêu. Cái lẩu thì ở đây sẽ có một hai cái loại lẩu Thái và cái nước lẩu hải sản. Nước lẩu hải sản nó là cái nước lẩu kiểu nước trong, không có cay. Chúng ta có thể lấy những cái hải sản tươi sống bỏ vô mình ăn thôi. Đây, lấy 5 con tôm nướng mọi. Ở ngoài là 10 con tôm rang muối nữa và hai con tôm làm sốt ở ngoài để mình ăn thử cái sốt bên kia. Giờ mình bỏ bò lên luôn nha, vú heo luôn. Đó, sườn út có 2 miếng à, đưa 1 miếng. Gì ta, bữa này 69 chín hết rồi. Lại thấy nó lại lạnh. Con gì bự vậy? Cái gì vậy ta? Cái nghề thật quá. Trời ơi. Nó dày thật quá. Cái con này là cái con như cái con nãy màu trắng á. Gió luôn á, chịu gió vậy phải không? Như giống như xòe sữa vậy đó. Cái ớt xanh này nó không có cay nồng nhiều. Nó sẽ nghiêng về cái ngọt ngọt. Ok. Gắp lên thôi. Đồ nướng, vú heo, vú heo, chấm dao. Chao á thì lại không có pha ngọt. Chao phải có chút xíu đường ngọt ha. Vú heo này là cúp sạch tế. Thấy là tươi, vú heo là tươi á. Mà dạng sạch tế nó không có thấm cây nhiều. Đó. Đó, vú heo ngon nha. Vú heo ngon. Ừ. Mà ướp phải nó đậm hơn. Còn không thì chúng ta phải bỏ ớt cho cha đó. Đây là cái bò. Đó, bò sốt tiêu.
như nãy mình thấy cũng cái sốt đó rồi đó, nó chỉ rưới lên một lớp thôi, tức là nó tạo thêm một cái hương vị cho mình thôi. Đó. Ừ. Ớt thái, nãy giờ ớt thái. Ớt thái cay hơn. Mà tụ chung hai cái sốt này nó cũng đều sẽ nghiêng về cái độ ngọt. Rồi mình qua món này à, quên để nóng rồi, nó kệ đi. Đó. Chung cái nào mình lạnh mình bỏ lên bếp lại. Muối, tiêu chanh, âm hương. Đây, biểu diễn. Cái gì vậy, cái gì vậy? Khói lửa. Biểu diễn. Cứ để mấy con tôm rang muối nãy lên đây để vòng ngoài hơi nóng luôn. Hai vị. Nhìn chung á, cái xoài đẹp á ăn thì nó phải ăn nóng nha quý vị anh chị ạ. Cái xoài đẹp ăn cái con thì nó ăn nó ăn mà để nguội á cái mùi nó hơi dậy. Mà ăn cơm nha. Gà. Nhìn chung á, cô thấy là gia vị ở đây nêm ổn. Quan trọng là hải sản này ăn cũng tươi. Thì buffet mà thường mà buffet tươi sống á, thì nó có cái điểm chung. Đó là thường là có những chỗ thì sẽ không có hồ tươi sống như vậy. Thì à, họ để, họ đổ mà chất đá á, thì những cái loại đó thường á là vì là buffet cho nên là cái khâu sơ chế á, đôi khi ăn nó sẽ bị còn lại sót là cái cát này như thế này. Đó, ai mà bụng mà yếu là ăn thường nhưng mà dễ mình sẽ dễ bị đau. Còn có tiếp là nếu mà mình kỹ thì mọi người nên nướng nó chín kỹ hơn. Quan trọng là hãy đồ tươi. Mình chấm gì ta này, nước mắm không? Nước mắm cũng ok. Mà cần nó đậm hơn, đậm nó bị mắm hơn. Bò ốc nè. Đâu? Dài không ta? Dài dài á. Rồi, táp dầm thế. Nó dài. Cũng làm này cái ướp ở ngoài á, bán số lượng lớn á, Phú nghĩ là ướp nó không có đủ cái thời gian để thấm nhiều đâu. Nó chỉ thấm áo một phần có gọi là mình được cái có vị ở trên miệng mình thôi. Dài quá. À. Thường Phú không thích ăn tôm nữa. Tôm mà còn vỏ không có thích ăn, thích ăn tôm lọc vỏ rồi. Có nhiều người cũng chú Phú thích ăn tôm lọc vỏ rồi không? Béo không? Gạch nó béo không? Đây, đây con này bự nè. Mấy con nướng nhắc lại hồi mình bỏ vô lẩu thêm. Đó. Thường tới đây là ăn, đã ăn hải sản thì phải ăn tôm mới lời, mà cũng không lời nữa. Thực ra khi chúng ta bước vào quán mà chúng ta đã lỗ ngay giây phút đầu tiên rồi là no mắt rồi, quá nhiều món ăn, bởi vì phải để bụng đói chứ, để mà bụng có lưng lưng nó vô nhìn đồ ăn đi đi lựa lựa lát hồi là nó sẽ hơi bị no. À, Phú thích cái ớt đỏ hơn, nó có hương vị hơn, thơm hơn. Đây dẫn rồi đó. Lẩu ăn đậm bạc vậy thôi. Bỏ tôm vô chưa? Thôi tôm bỏ vô chén là được rồi. À, lẩu dưa ăn nước, ăn rau. Mình để bụng mình ăn hải sản. Lẩu tôm. Đây, hai con tôm. Nước.
nước cái màu, cái màu nó tương tương cớt ớt tương cà. Nó là ok vừa phải, có cay có chua có ngọt, chỉ là nó bị nó cái sậm màu tương tương cà tương ớt thôi. Lẩu không có tính tiền nha, cũng dạ. Lần trước cũng có quay mà có nhiều người coi, bây giờ bấm nhiều người tua á, hỏi lẩu là có tính tiền hay không. Ở đây sẽ có mỗi bạn, mỗi khu vực đều có khoảng 2-3 bạn nhân viên. 2-3 bạn nhân viên thì để mình có thể nhờ. Rồi. Chốt hạ. Đói quá rụng tay luôn. Con mèo ăn nữa. Chị nói vậy cái gì vậy? Phục vụ bạn. Đây. Giờ cái này đổ cái này hết luôn. Đổ lên coi chừng có nước nha bạn. Nước cũng chịu thôi, làm nóng mà. Là nóng luôn phải không? Đó. Chơi chưa? Rồi. Đây, mời quý vị khán giả chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ không gian. Bây giờ là 7 giờ tối. Và ngày hôm nay là ngày thứ 6, gần như là full bàn hết. Và cũng thậm chí là có bàn đặt luôn, 6-7 người nha quý vị khán giả. Đó, nếu mà cái này đi cuối tuần, cũng nghĩ là chắc mọi người phải đặt trước, cho mình sẽ không có chỗ đâu. Ngày thường mà cũng đã đông như vậy rồi. À, rồi thì tụ chung thì về gia vị, hương vị ăn nó sẽ ở mức ổn, cho nó kiểu không kiểu quá đậm đà. Mình chúng ta thì có thể cảm nhận được bằng cho là ốc này hay là thịt thì chúng ta cảm nhận được đồ tươi. À, bụng phú thì không thể ở chứa nổi, nhưng mà nếu theo những cái món tráng miệng hay gì nữa, nhưng mà tôi nghĩ mấy cái món đó thì chắc là không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. À, nãy giờ quay cũng kỹ, cũng rất là sạch sẽ, không khí không có khói luôn nha, không có bị ngợp khói luôn. Đó là cái điều mà Phú khá là ưng ý. Rồi những vị khán giả nào đã từng thưởng thức cái buffet của Ba Còi lần trước và sau khi đổi thành Tèo Tí Tuẩn mà cũng đã thưởng thức luôn rồi, thì quý vị cho Phú xin comment đánh giá cái so sánh hai bên như thế nào để chúng ta cùng bàn luận nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.